Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em kiếm tiền trên chính chiếc điện thoại của anh em, cực kỳ đơn giản mà cực kỳ hiệu quả. Thì hiện nay trên thị trường đang rộ lên một cái ứng dụng là Vigo Video. Đây anh em nhìn cái mình ghi này. Đây là ứng dụng chia sẻ video và cho phép bạn kiếm tiền liên kết với PayPal. $1 là các bạn được rút về tài khoản các bạn luôn. Đấy, mà nghe nói là chỉ cần 1 phút là đã được $1 rồi. Thì thực hư như thế nào thì mình đã test qua tài khoản chính của mình thì đã thấy rất là ok. Mình đã rút được khoảng $2 của cái ứng dụng này. Hôm nay mình làm video này hướng dẫn cho các bạn. Thì trước khi các bạn muốn kiếm tiền từ video này thì các bạn phải tải cái ứng dụng này về trước. Thì các bạn dùng App Store hoặc là Shop Play. Thì các bạn lên trên hai cái ứng dụng đấy, các bạn tìm cái video là Vigo Video. Đấy, tìm Vigo Video. Nó có cái biểu tượng ngọn lửa đấy, thì như đây là mình cài rồi cho nên là mình không phải cài nữa. Đấy, thì nếu như anh em nào chưa cài thì anh em mình sẽ cài. Thì sau khi các bạn có cái biểu tượng Vigo Video này rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng cái phần mềm này như thế nào. Các bạn chỉ cần mở cái phần mềm ra. Cái giao diện của Vigo Video này thì cực kỳ đơn giản. Thế có một cái hay nó là mình cũng thấy cũng lạ, đó là video nó cho đăng lên chỉ được phép dài 15 giây. Và theo cái Vigo Video này nó nói thì những cái video mà các bạn tự quay của các bạn thì nó mới được tiền. Nhưng mà mình thấy một số kênh đề xuất lên thì cũng chả phải video của người ta quay đâu. Đấy, nhưng mà nó vẫn có tiền bình thường. Đấy, thì đây mình sẽ hướng dẫn anh em qua về cách dùng. Còn đâu là các em anh em lấy nguồn video từ tự mình quay thì tốt, còn không các em có thể lấy nguồn từ YouTube hoặc tất cả các trang mạng xã hội nào đấy, các anh em cắt lấy ra 15 giây thôi và các em có vào điện thoại và úp lên. Đấy, thì đây là giao diện của video này. Đấy, thì anh em ở đây nó có chữ về trang chủ rồi. Thì đây nó là những cái bạn được những cái người mà được đề xuất ấy. Trong lân cận này, đây là cũng những người mà được đề xuất, gọi như là flame của họ cao ấy. Có nghĩa flame là gì? Thì đây các bạn, quan trọng nhất các bạn là cái flame này. Cái flame này chính là cái giúp cho các bạn ra tiền. Flame này tạm dịch nó là độ lan tỏa. Đấy. Thì đây là cái nick clone của mình mới tạo. Thì nó cũng chưa có flame nào cả. Thì cái này mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng thử video. Thì nếu cái này thì các bạn có ấn, khi các bạn ấn tôi này thì ở đây nó có 3 người theo dõi, có nghĩa là 3 người đang theo dõi mình. Theo dõi 5, có nghĩa là mình đang theo dõi 5 người. Và flame đó là cái độ lan tỏa đấy. Thì về cái flame này ấy, thì một flame video bằng 0,015 đô. Đấy. Thì các bạn muốn các bạn muốn được cái flame này thì các bạn video của các bạn phải có nhiều người xem, nhiều người chia sẻ. Đấy, và nhiều người ấn like. Đấy, thì còn cái tiếp theo đó mình nói qua về các bạn, đó là đây về chức năng về trang chủ thì thôi cái này không có gì nói. Vì tin nhắn này thì tất cả các thông báo gì của kênh của bạn thì nó sẽ gửi về đây. Nếu nhá, mình đã test thử một số các video liên quan đến cảnh nóng là sẽ không bao giờ bị mà sẽ không bao giờ đăng được, mà sẽ bị xóa ngay. Đây các bạn nhìn cái tin nhắn đầu tiên này. Đấy, mình vừa đăng thử một cái video về gái hơi hở tí thôi là nó xóa ngay rồi. Thì anh em mà bây giờ mà muốn nhiều flame ấy thì anh em sẽ theo dõi lẫn nhau, hoặc là các anh em đăng một số cái video nó phải chất một tí và chia sẻ nó trên nhiều cái phương tiện truyền thông, ví dụ mạng xã hội Facebook, Zalo gì đấy, xong nhờ người ta xem, xong là nhờ người ta chia sẻ. Đấy. Thì về cách đăng video ấy thì các bạn chỉ cần ấn vào cái biểu tượng cái nút đỏ đỏ camera ở giữa đấy. Đấy, mình lại thì cái máy này của mình loát hơi chậm. Đây mình chỉ lại cho các bạn xem. Đây là cái biểu tượng để các bạn úp cái video này. Các bạn ấn vào biểu tượng này. Đấy,
Đấy, xong bắt đầu các bạn, nếu mà các bạn muốn quay video của các bạn luôn ấy, thì các bạn có thể chọn sticker để làm đẹp hay là để thêm hiệu ứng. Đấy, thì các bạn ấn vào cái nút quay đỏ này, nó sẽ quay luôn. Hoặc các bạn có thể úp video từ điện thoại của bạn nếu bằng cách vào thư viện và các bạn chọn video cần úp. Ví dụ đây mình chọn một cái video cần úp này. Đây, mình chọn video này. Các bạn để ý nhé, khi các bạn chọn video nào thì các bạn chọn, chứ đến lúc các bạn chọn video vào thì bên trong nó sẽ cắt cho các bạn chỉ còn 15 giây thôi. Thì đơn giản nó chỉ có thế thôi. Đây ví dụ như mình chọn một số video mình đã chọn rồi, mấy cái video mình đăng hết rồi, nên là mình thôi mình không phải thử lại, cái này dễ mà. Sau khi các bạn đăng xong ấy, thì các bạn ấn vào chữ tôi này, thì những cái video mà hiện ở dưới đây là những video của các bạn đã đăng. Đấy. Còn những cái các bạn mà muốn trao đổi tăng sub với nhau thì các bạn có thể tìm cái đây ID của mình đây. Các bạn có thể tìm ID theo tên biệt danh của mình hoặc là tìm theo ID Vigo. Đấy thì các bạn ấn vào theo dõi cho mình và xem video, thì sau đó comment lại cái ID của các bạn bên dưới, mình sẽ trả lại cho các bạn đầy đủ. Đấy, thì nếu mà anh em mà muốn tăng sắp cho nhau thì anh em mình chúng mình sẽ sau trao đổi chéo như thế để tăng cho cái độ tin cậy vô kênh. Đấy, còn cách tìm kiểu gì thì đây các bạn ấn vào nút zoom cộng này. Đây, các bạn ấn vào biểu tượng cộng bên trên này. Sau đó các bạn ấn vào cái hình kính lúp này. Các bạn chỉ cần điền tên hoặc là ID của Vigo thì là nó sẽ ra thôi. Sau đó các bạn ấn tìm nó sẽ ra. Ok. Thì sau khi các bạn up lên video lên thì nhiệm vụ của các bạn bây giờ phải đi lan tỏa cái video này. Thì thường em cái kênh của mình em mình cũng chẳng đăng, mình cũng chẳng đi post ở đâu, nhưng mà mình cứ để không thì nó cũng có đề xuất của những người nước ngoài xem ấy. Nhưng mà mình không hiểu lý do sao cái kênh này của mình nó lại không chưa có một cái frame nào. Là bình thường cái kênh trước của kênh chính của mình rút đấy, mình đã rút được 2 đô, mình chỉ cần đăng một hai video là nó sẽ có phải lên ngay đấy. Hoặc cũng có thể nó là này nó má. Ok, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu qua các bạn cái phần mềm Hita Vivo video của Hita thì còn cách rút như thế nào đấy, tí quên. Ví dụ như các bạn đã có phần mềm rồi mà các bạn muốn rút đấy, thì các bạn sẽ liên kết với PayPal. Các bạn liên kết PayPal thì từ cái PayPal này các bạn có thể chuyển tiền về ngân hàng đấy, nhưng mà đây mình cái kênh này kênh phải lên kênh clone nên là mình chưa chưa có phải lên, nên mình không liên kết PayPal làm gì đấy. Đại loại như các bạn cứ khi nào các bạn được 1 đô thì các bạn sẽ có thể rút được từ PayPal, từ cái phần mềm sang PayPal đấy, đơn giản đấy đâu. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Mình nhắc lại nhé, ví dụ như bạn nào mà muốn sắp chéo ID Vigo thì các bạn add mình nhé, sau đó nhắn tin dưới phần comment thì mình sẽ trả lại đầy đủ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Xàm hơi nhiều rồi, linh tinh quá.